hôm đó cái dắt đứa con gái lên thăm thầy mới nói thế này nói thưa thầy ba năm xưa đứa con gái của con nó bị ung thư tủy xương đến đây nhờ thầy vuốt đầu nó giờ nó hết ung thư thì nghe thì giật mình nói làm gì mình thầy rờ đầu cái hết ung thư trời <laughs> nghe tên không tin được thì nó phải có cái gì cái sau đó thì mới ra thì gặp thì mới hỏi bé nào nó chuyển bé ngồi bên thì nay đã lớn lên thầy cũng nhận không ra thầy lâu quá quên nói sao nó nghe thầy nó nói bị ung thư thì sao nó dạ ung thư ba năm trước rồi tôi con về đây thăm thầy rồi bé nó nguy y rồi thầy có nhắc nhở thì con thứ nhất thầy có kêu nó về mài xương người cho uống thì con về con nó xin cái người ta hút cốt xin xương người con mài cho uống riết như vậy rồi cộng thêm với là ba mẹ của cháu là từ đó bắt đầu theo phật sống hối lại phật cho cháu riết cái hai năm qua nó đã hết bệnh luôn khi bác sĩ khám lại là không còn tế bào ung thư nữa à lúc có thầy mới vỡ lẽ thì nói là nó phải như vậy là phải là do cha mẹ sám hối chứ không thể nào mà do thầy rờ đầu mà hết ung thư cái này. không biết không biết thầy là ông nào nữa mà thầy biết thầy đâu có rờ đâu có dính líu gì đâu thầy chỉ an ủi thôi nên là phải xong mà thầy mới nói thế này thầy nói trong cái nhiều cái loại bệnh thì cái ung thư làm cái loại bệnh nó chỉ sợ tâm linh mà thôi chứ nó không sợ thuốc ung thư nó không sợ thuốc cứ đem đi hóa trị xạ trị là mau chết trời ơi cái này mới nghe luôn mọi người ơi chưa có bao giờ nghe ai nói mà bệnh ung thư mà uống xương người mà hết hết trơn á mà mọi người có không vậy trời có cái khoa học nào chứng minh mà bệnh ung thư mà uống xương người hết không vậy trời mà xương người ở đâu mà uống hả à? mấy cha mấy nội rồi còn thêm cái nữa đó là đó là bệnh ung thư đó là chỉ có dựa vào tâm linh thôi cha mẹ đi sám hối rồi thầy nói đó là ung thư chỉ dựa vào tâm linh mới trị được chứ còn mà thuốc là không trị được cái này có đúng không mọi người sao thấy kỳ kỳ á nha mọi người ơi lần đầu tiên nghe luôn đó ung thư mà uống xương người rồi đi sám hối vậy em nghĩ chắc có lẽ là lên việt nam đó cái bệnh viện ung bú nó dẹp đi làm cái chùa đi trời tại vì đó là thầy nói ung thư đó chị không có hết xả chị thì càng chết nữa cho nên nó là ung thư đó là chị có uống xương người với lại à, à, mà mà đi sám hối thì đi chùa thôi thì bây giờ cái bệnh viện ung bú đó mình đừng có ấy nữa mình đừng có mở thành cái cái tiệm đó làm chi nữa đừng có mở thành cái bệnh viện đó chi nữa cái chỗ đó đó mình mình làm cái chùa đi cái chùa để cho ai ung thư đó thì cha mẹ anh chị em nào nội vô đó đó là sám hối thì cái ung thư nó sẽ hết rồi chắc cái kiểu này chắc mấy cái nghĩa trang chắc bị người ta đào mồ dữ lắm đây nghe cái lời của thầy này rồi chích chào mấy cái nghĩa trang chắc mười mốt toan quá trời không biết làm sao nữa mà nghe trời ơi các <laughs> chị ơi nghi quá trời nghi đi mai mốt cái nghĩa trang nghĩa trang á hả người ta ra người ta đào bánh xác hết trơn luôn để ta lấy cái xương để mà người ta mài uống không chắc chết đó trời trời sao không được ơi lấy cái, cái 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 vụ này tôi thấy vừa mất vệ sinh mà vừa không biết cái 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 cái, cái xương của người đó nó có À, mà mà cái bệnh hay là cái loại di trùng nào ở trong cái xương hay không nữa chứ Tự nhiên đem ra mài uống rồi hết bệnh ung thư Trời có khoa học nào chứng minh kỳ cục gì không ta Rồi thấy thầy ơi sao mà kỳ quá Các anh chị ơi hồi đó giờ các anh chị có nghe ai chỉ là Ung thư là uống xương người hết không vậy mọi người Như lại đi sắm hối Thì bây giờ khỏi chị bệnh đi Ung thư là đi sắm hối đi chùa cúng chùa rồi này kia mới mốt hết à chứ giờ sao chết rồi trời thiệt chứ thầy ơi thầy không biết có cái người bác sĩ nào lên phản đối hay không chứ tôi thấy này lạ lạ tôi không biết nha tôi đưa tin thôi chứ tôi không biết gì nha thầy tôi không phải bác sĩ tôi không có tôi không biết gì để phản đối hết trơn à tôi không biết thầy nói đó đúng hay sai tôi không biết nha chết thiệt chứ Mới mười mốt á ai mà có người thân mà mất đi đó chôn nó là phải cẩn thận đó nha Chứ để em thôi em bây giờ bệnh ung thư nhiều dữ lắm coi chừng người ta lên người ta đào người ta quật quật cái cái đó lên để người ta lấy cái xương không là để người ta mài uống nó chết luôn thiệt chứ ôi ừ. giời gì mà thông tin kỳ quá ngân hàng của em chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan vì phải nên mua nhà hoặc bán nhà hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462 626 236 2462 mọi người ơi tiếp tục nghe thầy nói về nhân quả nữa nè nghe mà cái nào cái nấy thấy ghê quá à nghe mà à, tránh nha mọi người chứ bây giờ là mình chỉ đưa tin thôi chứ mình hết dám nói gì rồi nói nhiều quá sợ nhân quả mọi người ơi nói nhiều quá sợ nghiệp quật mọi người ơi cho nên bây giờ đó là chỉ có đưa tin thôi à, đưa cái tin thầy giảng đạo sao đó là mình đưa vậy thôi chứ không dám nói nhiều không dám bình luận nhiều nha mọi người cùng nghe nha trời ơi hay lắm ta đi xe trên con đường hẹp giống như cái đường chùa tân thương mai ta bị không được hẹp rồi bất ngờ có điện thoại reo ta dừng ngay giữa đường ta móc điện thoại ra ta nghe thì điều đó làm điều lớn hay bé bé vô cùng nhưng mà nghĩa là sao phía sau ta mọi người khó chịu nhưng mà họ phải thắng lại phải đi rón rén lại phải căng thẳng lại để lắc qua khỏi ta họ lầm bầm nói vài câu rồi họ đi qua tại ta vừa dừng bất ngờ giữa đường họ phải thắng kích lại rồi lắc họ đi rồi đằng sau xe bị ùn lại một chút người ta dừng lại chuyện rất là bé không có gì lắm à, hoặc là ta dừng ở bên đường ta đang đi vậy thấy ở sát lề đường có người bán cái trái cái mận ở vùng cao mới đem về thế ta lật đật dừng xe lại liền để mà với với tay trả giá mà mua nhưng đó là một đoạn đường hẹp xe thì đang giờ tan tầm đông việc đó rất là bé nhưng mà nó gây gì cản trở giao thông và vì gây cản trở giao thông trong một vài phút để ta mua xong vài cân bận rồi ta đi tiếp. Chuyện không có gì. Nhưng mà ta không ngờ rằng cái một chút không có gì đó. Sau này trên đường đời của ta, trong cuộc sống của ta, trong việc làm ăn của ta, bỗng nhiên ta bị đình trệ lại. Ta bị cản trở và thiếu điều như là một sự thất bại. Chỉ vì cái tật mà dừng xe bất ngờ cản trở đường giao thông của người khác. Lúc làm người ta căng thẳng lên một chút. Người ta không thoải mái một chút vậy thôi vậy mà tất cả những cái những cái sự mà cản cái sự không thoải mái của người ta cái sự bực bội căng thẳng của người ta cộng hết vào trong cuộc đời của mình và sau này trên đường đời của mình trong cuộc sống trong việc làm ăn của mình bị dồn lại tất cả những điều đó lại cái sự thất bại sự thất vọng cái sự giận dữ sự nổi nóng sự khó chịu sự căng thẳng trở thành cái cuộc đời của ta cả những điều rất bé nhưng mà lại thành những điều rất là lớn rồi một chốc nữa một lát nữa ta nghe giảng xong có nhiều người cứ đứng ra ngoài để đón xe đó, tới rước mình đó, đứng lề đường hay tràn xuống lòng đường tràn xuống lòng đường hay đứng lên lề đường nhớ nhờ thầy thấy rất nhiều người đứng xuống lòng đường đâu có ngờ cái việc bé bé đó chờ ta một quả báo lớn ở mai sau cho nên dứt khoát thầy nói dứt khoát không một cm nào chân đặt xuống lòng đường đứng nép hết lên lề đường nhường cho xe đi thấy mỗi lần mà thầy đi ra thì đều nhắc mọi người đứng lên lề đường nhớ không ạ à? có nhớ không thầy nhắc thì nó rất nghiêm khắc tại sao thầy cứ đứng thầy cứ phải la phải lối nhắc mọi người nép hết lên lề đường vì cái việc mà ta đặt một chân xuống lòng đường ta đang ơi là trời thầy ơi em thấy thầy nói cái gì nó cũng thấy nó sai sai hết trơn á thầy nếu như mà thầy mà không đi tu ha chắc thầy sân si dữ trời lắm luôn á trời thầy rủa xã người ta chắc chết luôn á thầy thầy đi tu mà em thấy thầy còn cỡ đó đó thì thầy không tu rồi biết cỡ nào nữa thầy ơi là thầy cái gì vậy bây giờ đó nếu như mà mình à, đang đi trên đường có ai gọi điện thoại mình dừng xe mình nét vô trong lề đường mình nghe thì cái đó đó nó đâu có quả báo hay là đâu có bị tội gì đâu thầy chỉ có một cái nếu như mình dừng đột ngột rồi mình đứng ở giữa đường thì những cái chiếc xe khác đó người ta đụng mình thì có Chứ làm gì có cái chuyện mà quả báo sau này trên đường đời Mình sẽ gặp nhiều trong gai rồi này kia Đừng sao kỳ vậy thầy Cái gì mà ghê dữ gì trời Rồi đứng đón xe mà bước một chân trên lề đường Một chân ở dưới đất ở dưới cái cái lòng mà lề đường cũng bị quả báo nữa sau này làm ăn không được chật ruột hay là này kia đó là cũng tại vì á mình đi mua mận mình chen lấn hay là mình này kia trời ơi trời ơi, tài ơi. mấy cái đó, đó nó không có phải là quả báo mấy cái đó đó nó chỉ là một cái phép lịch sự không đúng mình không nên nó lại dừng lại rồi mình chen lấn người ta mình mua cái này mình mua cái kia trong lúc người ta đang lưu thông thì cái đó là mình không đúng cái phép lịch sự mình không có phải được làm như vậy vậy thôi chứ làm gì có cái chuyện mà là không có mà 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 cái gì cũng quả báo chứ sao được thầy, trời kỳ quá. mình nói thiệt nha chị ơi, chắc hả mình phản biện riết, chắc mình bị khẩu nghiệp quá à, mọi người. chứ bây giờ mà nghe mỗi lần nghe thầy nói, sao tôi thấy tôi ức chế trong lòng dễ sợ luôn á, mình cảm thấy mình ấm ức nhiều thứ lắm, mà không lẽ mình lên mình phản biện hoài thì kỳ quá. nhưng mà mình thấy có quá nhiều thứ mình cảm thấy dường như là không được, không ổn mọi người. À. cái gì đâu á mà ăn trùng đất, chị bệnh covid rồi ăn xương người đó thì chị bệnh ung thư rồi này kia kia nọ rồi tất cả những gì trong cuộc đời này đều bị quả báo hết vậy rồi sao sống nổi trời? thiệt chứ? Mình thấy mình không thấy ổn chút xíu nào chân, mình thấy kỳ dữ lắm nhưng mà ở đây người ta cứ dạy hoài thì mình không biết nói làm sao hết trơn á. Mà mọi người biết làm sao không? Mình kể cho tất cả các anh chị và các bạn nghe là thầy Thích Minh Tuệ đó đã bị bên cái phe của ông này với lại con mà Angela Phương Trinh đó mọi người hành quá trời luôn á. Bây giờ đó là thầy Thích Minh Tuệ đó không có ổn rồi mọi người. Bị cơ quan chức năng mời tới làm việc rồi à, à, những người nghệ sĩ mà bên phe của Angela Phương Trinh á, là uh, hùa nhau mà sĩ vã mà chửi thầy thích Minh Tuệ quá trời luôn á, mình nghĩ đó là không sớm thì muộn thầy thích Minh Tệ sẽ bị bắt, mình nói luôn gì đó tại vì thầy không có làm cái gì sai cho nó. thầy chưa có làm gì sai với cuộc đời cho nó. thầy thích đi là thầy đi thầy thích tu cái gì kiểu gì là thầy tu thôi chứ mà nó không có dính líu tới ai cho nó. thầy đi đầu trần chân đất trời nóng này có ai đi nổi không còn thầy phát tâm như vậy thầy đi như vậy đâu có dính líu gì tới ai vậy mà Bây giờ đó là phe cánh giữ rồi mọi người. Bây giờ đó là đã có người tới đó là làm việc với thầy rồi. Có thể là cấm thầy không được làm những chuyện đó luôn á. Rồi nói là là không đúng tôn giáo, không đúng luật, không đúng đạo hạnh rồi không đúng Phật tử rồi. Ôi, ôi, giờ cái gì cũng không đúng cho mọi người. Cái quyền công dân của con người ở đâu vậy? người ta không có làm gì ảnh hưởng tới ai hết trơn á đúng không mọi người người ta chỉ có đi tu theo cái cách của người ta vậy thôi mà người ta không có làm gian lận cái gì với ai hết người ta chỉ xin cơm chay thôi rồi cái con 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 ca sĩ đó con con diễn viên đó đó nó nói làm sao biết không mọi người nếu như một 100 trăm người một ngàn người mà bắt trước thầy đi như vậy đó thì làm loạn cái xã hội này rồi. Tôi nói thiệt nha. Bây giờ kiếm 10 người mà đi giống thầy đó, cũng không có ai làm được. Chứ đừng nói tới kiếm trăm người, ngàn người cho mất công. Ông không có làm gì ảnh hưởng tới ai. Ông không có xin tiền ai. Ông chỉ có xin mấy hộp cơm chai thôi. Người ta cho rất nhiều thứ mà ổng còn không lấy. Đúng không mọi người? ổng làm ảnh hưởng gì tới ai mà bây giờ rủa xả trì triết rồi kêu cơ quan chức năng tới và bây giờ cũng có người tới làm việc với ổng rồi tôi thấy đó nếu như mà người ta bắt bớ ổng đó là tôi nói là phải là toàn dân phản đối luôn đó mọi người cái gì kỳ vậy thầy đâu có làm gì dính líu tới ai trời ơi mấy thằng cha này nè nói bậy nè rồi đó là dụ dỗ phật tử nè rồi ăn tiền phật tử nè có phải không vậy chứ con 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 phương trinh nó nói đó là nếu như một 100 trăm người một ngàn người giống thầy nhất tuệ đó thì xã hội này loạn hết rồi vậy chứ có một trăm cái chùa một ngàn cái chùa mọc lên giống như là của ông thầy kích chân quan của nó đó rồi đó là phật tử đem tiền tới cúng hàng ngàn người hàng ngàn người đó Vậy thì có loạn không? Đúng không mọi người? Dù Phật tử lấy tiền thì có loạn không? Còn thầy kia không có làm gì ai hết trơn. Mà bây giờ đó là bây giờ cơ quan chức năng vào cuộc rồi rồi mời ổng rồi kêu ổng không được làm này không được làm cái kia đủ thứ trơn. chết luôn rồi trời ổng đi đã năm bảy năm nay rồi đâu có ai biết tới ổng đâu bây giờ đó cái bị người ta phát hiện ra là thấy cái ông này đó là dễ thương rồi ông ông thích này đó thì lại thì quá là 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 chơi chẻng. rồi cái người ta đó là quay phim người ta đưa lên người ta ghép hình nào này kia đó cái bắt đầu nó ăn tị mọi người biết không nó ghen tị rồi bây giờ đó là bắt đầu kiếm chuyện bây giờ nó muốn dù chù, chù dập ông này tôi nói rồi tôi sợ một ngày nào đó đó ông này ông không có toàn ông không có toàn thân ông đó tôi sợ hả nó cho người đó hả tiễn ổng lên trên trời bây giờ đó thiệt chứ không biết làm sao tôi cảm thấy lo cho thầy minh tuệ quá trời mọi người thiệt chứ theo các anh chị thì các anh chị nghĩ sao về cái thầy thích minh tuệ ông đâu có làm gì ai đâu ổng à, à, mấy người kia nói ổng à, à, không được làm như vậy ổng à, tu không có đúng ổng à, không có trong cái um, giáo hội phật giáo rồi này kia nọ trời đó coi là trời bây giờ tôi là người bình thường nè, tôi cạo đầu rồi tôi mặc đồ này kia rồi tôi đi qua, tôi đi tôi tu ên tôi gì đó có ai làm gì tôi không trời thiệt chứ giờ kiếm chuyện sao mà kiếm chuyện quá trời các anh chị nghĩ sao về điều đó hả các anh chị cái tự nhiên tôi cảm thấy tôi thương cái thầy đó quá mà thấy tội nghiệp ổng lắm mọi người ổng không bao giờ ổng xưng thầy với ai đâu nha ổng chỉ nói một câu duy nhất á, là con không thôi ai kêu ổng cái gì ổng cũng xưng con hết trơn á mọi người trời nghe đứt ruột vậy đó vậy đó mà bây giờ cũng có người định tới để mà gì mà ổng xuống mà để hãm hại ổng nữa Thấy tội nghiệp quá nói mà nghẹn lời đứt ruột luôn mọi người thầy trò nó đã tu với nhau đó mười mấy năm rồi đó cái con phương trinh này nó tu với ông thầy này mười mấy năm rồi đó mọi người đó mà sao nó còn sân si dữ vậy không biết không biết hai thầy trò này như thế nào mà quá trời sân si luôn à tu như vậy không biết đó là có thành phật hay không nữa mà sao còn sân si mà ghen tức dữ gì không biết trời ơi trời ông thầy này ông không có một cái gì hết trơn á phải đi như ổng xin tiền ổng kêu phật tử gom tiền đồ này kia cho ổng á giống như mấy ông cô nội này đó thì hả còn ghen ăn, ăn tức ở còn thầy minh tuệ có gì đâu mà ghen ăn, ăn thức ở với ổng chi mà muốn gì mà ổng chi vậy trời ơi tu mà sao ác quá à. nói mà đứt ruột mọi người ơi Ngân hàng của anh chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình. Nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà, thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công an việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan, refinance phải nên mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho anh chị ở số 626-236-2462. 626 236 2462